Làm sao để đi xuống mặt đất mà không cần phải bước xuống cầu thang? Ba. Rồi. Ôi trời. Như vậy là một thanh niên anh đã dùng kinh công của mình và bay từ tầng tầng 1 xuống tầng 2 xuống tầng 1. Không vấn đề gì. Tính tiền em. Ồ rồi, xe tự động di chuyển rồi. Ôi trời. Ôi nhanh. Ui kéo đi luôn. Kéo mạnh lên. Kéo đi. May là không gây tai nạn nha. Bao tiền chị? Cái điện thoại này rẻ thôi, có 2 triệu thôi. Mua đi nhá. Như vậy là thanh niên đội mũ màu trắng, áo khoác màu đen đang xem một cái điện thoại. Vâng. Nhìn rất chăm chú. Vâng. Cầm rồi. Ok kìa. Ok á. Ôi sân chủ quán đi nhỉ. Ô rồi lên xe đi á. Chủ quán ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ôi trời. Ui. Bội thế cả. Đây này cá này. Đấy anh bắt mãi với con cá to này. Cái đây nha. Trời. Mẹ mày chứ nghĩ. Đùa bố ạ. Bao nhiêu công sức lạ. Đùa thôi. Thấy chưa? Chỉ cần một đường quyền cơ bản thôi, một cái cửa kính sẽ phải tan nát ngay nhờ. Đây anh không muốn giơ tay rồi. Anh đóng mà thôi đã đủ vỡ rồi nhá. Đủ biết trình độ của anh thế nào. Nào, cái lớp gì đây? Đấy, thấy chưa? Chúng mày còn phải học hỏi thầy đây, nhìn cho kỹ này. Làm sao để đi vào bệnh viện chấn thương cho não? Ui giời ơi, thầy giáo làm mẫu cho học sinh nhưng mà hóa ra là thầy đã đang diễn trò. À thầy diễn hài. Nói chung là thầy đau khớp từ lâu rồi, thầy cố tình thôi nha. Ô đây sầu riêng nhà đây. Ui giời. Kìa. Trời ơi, thằng sầu riêng để thế này thì nó vác về là đúng rồi. Không hiểu sao lại mang mời đấy sao đây. Ui. Vậy là một chiếc hố tử thần bỗng dưng xuất hiện. Và suýt nữa thì nó đã nuốt một người đàn ông. Nhưng may anh có võ công nên không sao. Gì này, gái xinh gì này. Dơi hàng à. Ok. Tính nó ngủ này. Trời. Không sao, anh tính rồi nhá. Mới đâm một tí thôi, chưa vỡ. Vâng, rồi. Như vậy là một ninja lead bỗng nhiên lao từ dưới đường lên vỉa hè. Không rõ nguyên nhân tại sao. Quá là ghê gớm luôn. Không hiểu gì luôn. Sau đây, hãy cùng đến với pha phụ hồ đi vào lòng đất. Vậy là tại một nhà đang xây. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra đây. Ui trời, ui trời. Đấy. Nào nhà chưa xây xong mà đã sập rồi. Không biết xây kiểu gì. Đấy, rất may là không vấn đề gì. Một chàng trai định đứng lên để cắt con cây. Nhưng mà anh đã bước chân trượt và cái thành là thành lan can đúng không ạ? Và đã lộn xuống. Rất may là anh không vấn đề gì. Ui à. Thôi chừng đi đừng. Em ơi chừng đi. Ui xời. Em phải tung đỏ giờ em hút nó không đỏ là không được. Như vậy là chúng ta để ý đó chính là một chiếc xe mang nhãn hiệu Mazda. Mazda 3. Đấy rồi. Hãy cùng xem. Có lẽ đi quay đầu hay sao đây.
Vâng, vâng. Ồ, chưa bung túi khí à? Không sao, xe mới trước thôi, vấn đề gì. Đấy, chưa, chưa. Ui, rồi, rồi. Đấy, chưa khai trương mà đã phải sửa lại ấy rồi, cửa hàng rồi. Chưa cắt được quả tóc nào mà kính đã vỡ rồi. Thế này chắc là ấy đây này, tán lộc mà. Gắn người luôn. Sau đây, hãy cùng đến với dân chơi nguy hiểm nhất ở phần 145 này. Chặt tâm hai ấy nhỉ? Vâng. Thì cứ nhìn mấy anh mà đi cho ai nhìn đường. Đồ đi xe mà không nhìn đường chết luôn chứ. Thì cái đường thắng rồi vậy, thấy mấy anh nó chạy tới đó là được rồi. Vẫn thấy người ta đang làm bên kia mà. Mau cứu em với. Bỏ cơm chung cứu em với. Cái này, đường này không sửa được nữa rồi. Mau cứu em với. Từ từ đang cầm cơm mà. Bỏ cơm chung. Sao lại bỏ xuống được? Xếp vô được kìa. Chết rồi đó. Vâng. Đó, xếp bằng áo đỏ kìa. Rồi, như vậy là xếp ra kiểm tra luôn. Như vậy là chúng ta có thể thấy là một người phụ nữ, có thể nói là IQ của chị rất cao. Khi mà chị đã lao vào bê tông, người ta vừa mới đổ có lẽ được mấy tiếng. Đấy. Rồi lao vào xong đi cố vào, rồi cuối cùng là ở đây kêu cứu, cứu em với. Nha. Một cái đường người ta làm lành lặn đẹp đẽ như thế mà đi lao vào. Hết thuốc chữa, không biết nói gì luôn. Và để ủng hộ cho những video tiếp theo từ Tin Việt thì các bạn đừng quên đăng ký kênh Tin Việt, kênh Nhị Đọc Suy Nghĩ Động Vật và kênh Tô Tin Tức nha. Xin cảm ơn.